Hello, chào mọi người nha. Xin giới thiệu với mọi người đây là mấy con cá diêu hồng. Ăn như quỷ mà lớn chậm như rùa bò. Đồ đáng ghét. Nay mưa quá. Không cắt rau muống được, thôi cho nó mấy viên cám nó ăn cho đỡ buồn. Ý, hình như đằng kia có thằng ăn trộm ốc mọi người ơi. Ai da, mày chết mày với tao rồi. Bữa nay là bắt gặp rồi nha. Để xem mày chạy đâu. Hôm nay mất bao nhiêu lần. Thì ra là ái da, nấu à. Để tao ngồi để tao xem cái mày nín thở được bao lâu nha. Đây mọi người, nó đang ở dưới đây. Đấy, đấy, tao ngồi tao đợi xem mày bao giờ mày lên nha. Đấy 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 đấy, nó chồi cái đầu lên nha mọi người. À, cái con cá này lại là mày à? Ê, trời, lên đây mày, chết mày với tao rồi. Không phải chào mày, no ốc đâu? Trời, mày đem theo cái chậu này chết rồi. Mày lên đây nhanh lên. Mày nó bưởi. Đi vào đây mày. Mày không phải khúm núm với tao nha. Đây, vào đây tao hỏi chuyện mày tí coi. Nào, nói nhanh. Hôm nay mày bắt của tao bao nhiêu lần rồi? Nói mau. Dạ, em không nhớ rõ nữa, hình như 30-40 lần gì đại ca. Cái gì? 30-40 lần gì hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà mỗi lần á em bắt có mấy con về nè đại ca, em đâu có dám bắt nhiều đâu. Thôi thôi, hỏng bét rồi. Lần này là tao cảnh cáo nha chưa. Lần sau thì đừng có trách sao nước biển lại mặn nha chưa. Nhớ đấy. Tao nhắc lại lần sau mà còn như thế nữa, tao ráng mày luôn ấy. Thành cá ráng luôn đấy. Nhớ chưa? Dạ, không không dám nữa ạ. Em chào sếp, đã chào đại ca em đi. Trời đang mưa gió ầm ĩ, tự nhiên đi xuống gặp con quỷ con cá đấy, nó bắt mấy ốc của mình. Đã thế nó còn nhận ở dưới nước, giấu dưới nước làm ăn ốc. Thế là đành phải làm món ốc hấp xả thôi. Cái loại con cá mắc dịch, không biết nên cảm ơn nó hay nên chửi nó nữa ta. Tới cái khúc này mọi người cho xả rồi vào dưới đáy nồi hết rồi, cho nước vào nha. Xong mình để cái này lên để mình cho ốc lên trên. Hấp như vậy ăn nó thơm ngon hơn mà nó không bị nhạt đi mọi người. Đấy. Mình bốc mình cho vào. Xong mình lật ngửa lên nha mọi người, đừng có úp xuống. Đấy, nằm cho nó nằm ngửa lên. Đấy, kiểu đấy. Tại cái này là toàn là ốc cái không á mọi người. Nhưng mà tại em thích cho nằm ngửa thôi, chứ nằm ngửa nằm sấp gì cũng được, không sao đâu. Rồi, đây là thành quả nè mọi người. Đây, tưới nước mắm lên nha. Nước mắm này thơm ngon lắm mọi người. Có lá chanh, có sả nữa. Nhìn nó thèm mày. Wow. Này em xiên sẵn vô que mọi người. Đấy. À, mời mọi người nha. Ốc nhà nuôi thơm ngon bổ dưỡng. Mời mọi người ăn nha. Đây. Ngon lắm mà. Rất sạch luôn. Ốc của cái con cá này nó đi ăn trộm mọi người.
Thôi thì lỡ bắt lên rồi thì em thịt luôn, hấp xả luôn. Cái tội mẹ ăn trộm, quên mời con cá lại ăn. Rồi, chào mọi người nha.